Hello, xin chào anh em. Trong video này tôi sẽ chia sẻ cho anh em về bốn cái phí đặc biệt, bốn cái phí đặc biệt rất là quan trọng trong quá trình mà anh em mới học tập và tiếp cận sử dụng phần mềm AutoCAD. Đấy thì ở trên các kênh YouTube hay là những cái khoa ngoài kia thì tới rất ít anh em nhấn mạnh về bốn phí này, phân loại rõ ràng ra thì anh em hiểu rất là mù mờ, cũng như là rất khó để người ta có thể làm chủ được các cái chương học về sau, các cái nhóm lệnh và các cái lệnh từ nhóm lệnh vẽ hiệu chỉnh nâng cao về sau. Đấy thì đây là bốn cái phí đặc biệt mà chúng ta cần phải nắm rõ đấy trong quá trình chúng ta mới học về cái chương tổng quan giao diện AutoCAD nhé. Đấy, ok, thì đây là bốn cái đặc biệt tôi chia sẻ cho anh em. Đầu tiên là phím SC, rất quan trọng mà tôi đã liệt kê rõ ra theo dạng nhánh sơ đồ cây như này rồi. Phím số 2 là phím Space, Space trên bàn phím ấy là phím cách ấy. Phím số 3 là phím Enter, đó, phím Enter. Thì 4 là phím tab. Thế thì đầu tiên là phím escape này thì chức năng nó là gì? Đó là hủy bỏ mọi thao tác trong quá trình mình vẽ kết, đấy chưa? Đây, giả sử như là như sau. Anh em có một vài đối tượng như này. Đấy. Thế thì ví dụ giả sử như anh em đang quét trọn này mà muốn thôi bỏ quét trọn này, thì anh em bấm escape đấy, thì nó cũng thoát toàn bộ mọi cái thao tác ở trên màn hình làm việc. Hay là anh em đang vẽ, ví dụ vẽ lệnh line đi. Đấy. Thì đây là cái phím mà anh em cần phải biết, ví dụ chẳng hạn như ta muốn muốn dừng ở tại đây rồi, không muốn thực hiện tiếp cái lệnh line nữa, muốn kết thúc lệnh luôn ngay lập tức, thì anh em bấm escape đấy. Đấy. Hoặc là anh em đang quét chọn một phần đối tượng này. Đấy mà anh em thôi không muốn chọn nữa thì cũng escape, nó cũng thoát mọi cái thao tác cho chúng ta đấy. Vân vân, tất cả mọi thao tác lệnh nó đều được hủy bỏ trở về cái trạng thái nghỉ như này. Thì đây là cái lệnh rất là quan trọng mà dùng gần như là rất 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 nhiều đấy. Đây là phím là hủy bỏ mọi thao tác lệnh, và đây là phím SC ở trên bàn phím, nó nằm ở vị trí góc trái trên cùng của bàn phím nhé anh em nhé. Đấy, phím số 2 đó chính là phím Space. Đấy, phím này chức năng nó là chính là phím cách, phím rất là dài, ở trên dài nhất trên bàn phím ấy. Phím này thì chức năng là thực hiện lệnh. Đấy, cũng như là nhắc lại cái lệnh gần nhất. Đấy, thực hiện lệnh như nào, ví dụ giả sử như anh em muốn có lệnh like đúng không, có lệnh like một lệnh bất kỳ thôi thì chúng ta phải gõ là like cách này. Đó, cách thì khi này chúng ta mới thao tác được lệnh. Hay là phím lệnh RSC là lệnh vẽ hình chữ nhật này. Đấy, đang vẽ này. Đấy, thì chúng ta phải bấm phím space thì chúng ta mới thực hiện được cái lệnh này. Đấy, hoặc là phím lệnh copy này, CO này. Đấy, anh bấm phím cách này. Đấy, thì nó mới thực hiện lệnh cho chúng ta. Và khi này chúng ta chọn đối tượng các cái bước tiếp theo. Đấy, cũng như là tiếp tục bấm phím cách để chúng ta sang các cái bước thao tác lệnh kế tiếp của từng lệnh con đó. Ok chưa? Đấy, thì đây chức năng của lệnh cách. Và sau khi ví dụ giả dụ như ta vừa mới thực hiện cái lệnh cách vừa rồi ạ. Đây, thì nó có thêm một tính năng là nhắc lại lệnh gần nhất. Chứ giả sử như mình vừa mới copy ra rất nhiều đối tượng này thì mình ấn cách luôn thì nó sẽ nhắc lại lệnh gần nhất chúng ta là lệnh copy. Đấy, anh em ấn này. Đấy, tiếp tục lệnh copy. Hay là mình vẽ lệnh đường tròn này. Đấy, thì mình ấn cách luôn thì nó sẽ nhắc lại luôn cái lệnh đường tròn chúng ta, mà chúng ta không cần phải nhập câu lệnh dài dòng nữa. Đấy, ấn cách là chúng ta nhắc lại lệnh gần nhất luôn. Đấy. Hay rectangle này, đấy, nhắc lại lệnh này, nhắc lại lệnh gần nhất, rất tuyệt vời. Thì đây chức năng của phím space, chức năng của phím enter. Enter thì nó có hai chức năng, nó tương tự như phím space này, đó là thực hiện lệnh này nó cũng có này, đấy, nhắc lại lệnh nó cũng có này, nhắc lại lệnh gần nhất đấy, đấy nó cũng có. Tuy nhiên thì cái lệnh phím Enter này thì chúng ta chỉ dùng cho một số trường hợp thôi. Bởi vì phần đa chúng ta sẽ dùng phím Space bởi vì nó gần cái bàn tay trái của chúng ta rồi. Đấy, nhưng phím Enter dùng khi nào? Nó dùng cái trường hợp thứ ba. Đấy, đó là cái trường hợp mà cái phím Space nó không làm được. Đấy, thì mình mới dùng đến ông Enter. Đó là khi như chúng ta nhập cái giá trị góc hoặc là nhiều ô giá trị. Đây, ví dụ như trong lệnh Rectangle đi. Chúng ta có RSC là vẽ lệnh hình chữ nhật này. Chúng ta bấm phím space này để thực hiện này. Đấy, space để thực hiện lệnh. Nhưng mà khi này, khi ta nhập đến bước thông số này, thấy ạ? Đấy, bước thông số ví dụ giả sử như ta vẽ là 1000. Đấy, bấm phím chọn sang bên kia. Đấy, là 1000 tiếp. Đấy. Thì khi này, giả sử chúng ta nhập 1000 rồi đây. Đấy, thì chúng ta bấm phím space thì nó sẽ không thể kết thúc lệnh cho chúng ta được. Mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng phím enter. Enter bởi vì space nó sẽ là dấu cách nhé. Khi chúng ta có nhiều ô giá trị trở lên, chúng ta phải dùng phím Enter. Đấy, thì nó mới kết thúc lệnh cho chúng ta.
rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Hoặc là nhập các giá trị về góc, ví dụ như nhập lệnh line để vẽ góc này. Đấy. Nhập lên trên này, ví dụ là vẽ một đoạn thẳng là 3000, tab sang là để vẽ góc 45 độ. Thì khi này chúng ta nhập một góc 45 độ ở đây, đấy, chúng ta vừa phím cách thì nó không thể nào kết thúc lệnh chúng ta được. Mà muốn kết thúc lệnh chúng ta phải phím enter. Đấy, trường hợp liên quan đến góc và nhiều ô giá trị thì nó mới kết thúc lệnh được. Thì cái ông spec nó sẽ không hiệu quả và bắt buộc chúng ta phải dùng cái phím enter. Đấy. Thế thì như thực hiện các lệnh thông thường đơn giản chúng ta dùng phím spec nhé. Khi mà liên quan đến các cái giá trị về góc hoặc là nhập nhiều ô giá trị cho một cái đối tượng thao tác lệnh, chúng ta phải dùng đến phím enter đó. Và cái phím cuối cùng đó là phím tab, đó là luân chuyển các thông số, nên phím này cũng rất quan trọng. Như anh em không biết nhé, không biết là anh em có nắm rõ bốn cái phím này hay chưa, thì cái phím cuối cùng này, phím tab này cũng rất quan trọng. Ví dụ giả hạn như anh em muốn vẽ đường line này. Đấy, thì nó có một chiều dài ví dụ là 2000 ạ. Và anh em muốn di chuyển sang cái ô để mình nhập ô góc ở đây. Đây là ô chiều dài đúng không ạ? Nhập góc đây thì anh em phải dùng phím tab trên bàn phím. Đấy, tab ra. Giả sử như mình nhập là 30 nhỉ. Và khi này enter. Đúng không ạ? Enter thì mình kết thúc được trong trường hợp góc này. Và chúng ta nhập 30 enter thì ngay lập tức thì cái đường này nó sẽ hợp với cái trục x này. Đấy, cái trục x là luôn luôn nó nằm ngang. Thấy chưa? Thì đây là cái góc mà 30 độ. Đó. Thì phím tab là phím luân chuyển các bạn giữa các thông số, ví dụ hay là lệnh rectangle là vẽ hai cạnh của vẽ hình chữ nhật ấy, nó có thông số của hai cạnh đúng không ạ? Đấy, ví dụ giả sử như ta nhập là 1000 hả? Đấy, cạnh theo trục x này 1000 này, và muốn sang cái ô trục y này, cái cạnh theo chiều với trục OY ở đây, chúng ta bấm phím tab này. Đó, bấm phím tab ra. Đấy, luân chuyển. Đấy, sau khi chúng ta luân chuyển sang ô thứ hai thì ô thứ nhất lập tức nó sẽ khóa lại, tức là chúng ta sẽ được bảo toàn cái thông số ta vừa nhập cho cạnh gần nhất. Đấy, ví dụ bấm phím tab sang. Đấy, tập 500. Đấy, enter. Thì khi này thì cái hình chữ nhật chúng ta đã được vẽ được là 1000 và 500. Và chúng ta dùng phím tab để luân chuyển giữa hai thông số nhập giá trị này. Đó. Thì đây là bốn cái phím rất là quan trọng mà nhiều khi anh em mới học AutoCAD là mình không nắm được vững, nên dẫn đến là thực hiện lệnh nó rất là gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Được chưa? Ok, chúc anh em thành công nhé. Và anh em nào có ý kiến đóng góp thêm gì về các phí đặc biệt này thì hãy để lại ở phần comment. Được chưa? Ok, xin chào anh em. Ở đây sẽ là một nội dung nhỏ nhỏ tôi trích ra từ cái khoa học AutoCAD thực chiến bài bản từ con số 0 mà tôi đang chia sẻ cho anh em. Được chưa? Ok, anh em hãy theo dõi kênh YouTube của tôi nhé, Nguyễn Quang Thuận. Đó, chuyên kênh chia sẻ về AutoCAD cũng như là cái trang web mà chia sẻ thư viện AutoCAD cái thủ thuật miễn phí của tớ, đó là cộng đồng AutoCADvietnam.com. Chuyên trang tải tài liệu rất nhiều tại đây. Ok, xin chào anh em nhé.